Đây là món ăn hồi nhỏ ưa ăn món này lắm nè, ăn hủ không ăn hả? Em đổ bánh này ra coi hủ. Đổ bánh này coi. Hello, chào cả nhà. Đây là món ăn ngày xưa thời còn học sinh ưa ăn lắm. Bột chiên trứng. Wow. Đây là bánh bánh hẹ. Bánh củ sắn. Ủa, nước tương nước mắm khác sao? Khác nha. Cái nước mắm này là ăn bánh này, còn cái nước tương là ăn bánh kia, ăn ăn cái khác. Trộn vô ăn là ná thở luôn đó ông nội. À, chưa đó nè. Lát cái gì ăn đi đứa ăn cái. Anh ăn này cho. Vời. Bột chiên. Đây là bột chiên. Đó. Đây là bánh hẹ. Ngày xưa đi học thời còn đi học hồi bị chú ăn bánh này lắm. Ngon quá. Không biết cả nhà biết cái món này không? Cái này là bánh hẹ. Thấy không? Bánh hẹ. Bánh củ sắn. Đó. Hồi nhỏ bữa nay vô tình Hồ Việt Trung đi Trung đi về nhà bên mẹ Trung. Trung ghé ngang cái trường học cũ. Ngày xưa cấp 2 mình đi học á. Lần trước cấp 2 mình đi học á, mình ưa ăn cái bánh này. Năm mình ăn là hình như là 10 năm mình 13 tuổi, gần 20 năm rồi mới được ăn lại bánh này. Gần 20 năm rồi Hồ Việt Trung mới được ăn lại bánh này. Gần 20 năm rồi. Gần Tết anh không ra album mà em. Qua Tết Hồ Việt Trung mới ra album, qua Tết ra MV nha. Giờ gần Tết rồi bận show nhiều quá, đi diễn suốt không có thời gian ra. Không có thời gian làm, bận quá. Ngon quá. 20 năm rồi. Ăn lại cái mùi vị nó vẫn y chang như vậy. Vẫn đã gì đâu. Bánh hẹ cả nhà, cái này gọi là bánh hẹ. Chết tôi rồi. Bây giờ đây làm bánh này, bánh củ sắn. Thử coi. Cần 20 năm mới được ăn lại. Quá trời đất. Giải cứu tiểu thơ. Phần tiếp đi anh. Ok Lê Văn Thánh. Qua Tết sinh nhật của Hồ Việt Trung sẽ ra phần 5 giải cứu tiểu thơ. Sinh nhật sẽ ra. Sinh nhật sẽ cho ra. Ngon quá. Còn lại mua mấy cái bóng đèn thay mặt thờ.
Hả? Nãy có mua mấy cái bóng đèn, mấy bàn thờ. Để đâu rồi? Cứ là mấy người tại quay đẹp đẹp, mới được tiền. Đà Nẵng không có bánh này, có không em? Đà Nẵng có không? Ăn hai cái, mua bốn cái, ăn hai cái thôi, còn chừa hai cái nè. Dành tối đi hát dạng tiếp, dành tối đi hát dạng tiếp. Một cái gì là nhiêu tiền người ta? Hủ. Một cái như vậy là, một cái như vậy là 5.000. Một cái gì là 5.000. 5.000 thôi à. Có lý, có lý. Rất ngon. Ngày xưa thì nó còn có nhân khoai môn nữa kìa, chứ không phải là như đây không đâu. Bây giờ nó mất nhân khoai môn rồi. Khoai môn cũng ngon lắm. Khoai môn cũng có lòng hồng nữa. Mập lắm rồi anh ơi. Anh là ấm gì? Ấm nhơ mà. Hay chứ ấm nhóm nhất nè. Có 65kg à. Hồi bà chung chỉ có 65kg thôi. Ráng ăn nhiều cho mập chút xíu nữa, dưỡng cho đẹp. Không phải là quảng cáo bánh. Tại vì cái này không phải là quảng cáo, mà cái này là ngày xưa mình ăn, bây giờ kỷ niệm mình ăn lại thôi, chứ đâu có gì quảng cáo. Cái này đâu có thương hiệu đâu quảng cáo. Bánh này không có thương hiệu gì hết trơn. Tâm ngàn mà ngon lắm đó nhà ơi. Cuộc đời này đôi khi có những cái rất là rẻ tiền, có những cái nó không phải là cái gì mà nó cao sang lắm, không phải là hải sản, không phải là tôm hùm, không phải là bào ngư, không phải là di cá, nhưng mà ăn rất là ngon. Quan trọng là mình ăn cái gì cũng được, không cần mắc tiền, chỉ cần hợp khẩu vị của mình là ok. Chưa chắc gì mình ăn những cái món mắc tiền mấy triệu bạc một món mà mình thấy ngon. Nó có những cái món rất là rẻ tiền nhưng mà ăn vô nó sướng là sướng. Có những món nó bình dân, nó rẻ tiền mà ăn vô tới đâu nó đã đó đó. Có những cái món mình thấy nó cao sang miền quý nhưng mà ăn vô bình thường. Ai nói thích tôm hùm với hồ chung, không thích ăn tôm hùm. Chung thích ăn tôm hùm nó bự á, ăn nó nhỏ nhẹt à. Thích ăn mấy con tôm nhỏ nhỏ hơn, mấy con tôm nhỏ nhỏ ăn nó ngon hơn. Chính ra những cái gì bự chứ chắc gì là ngon đâu nha. Mấy cái đồ nhỏ nhỏ chứ ngon lắm. Nhỏ nhỏ ăn nó chắc hơn. Tối nay những bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, đi coi Hồ Bình Trung diễn ở khu triển lãm Tân Bình. Hồ Bình Trung sẽ diễn vào lúc 9 giờ tối nay. Hồ Bình Trung sẽ diễn tại Tân Bình. Mọi người có rảnh thì đi coi ha. Bây giờ ăn cái món này. Vừa rồi là mới ăn bánh kia rồi, bây giờ ăn cái món này. Ăn cái món thứ hai. Đó chính là bột chiên trứng. Hộp này hồi nãy Hồ Bình Trung mua nhiêu tiền ta? Hộp này 20.000 đúng không? Hộp này 20.000. Mà rất là ngon.
các bạn.